nên cũng xin chào cô chú anh chị ha. Thì nay nên đặt bẫy chuột đường này nè cô chú anh chị, đặt đây dài vô trong đó, dài trong cái vô hầm cá trong theo đường nước nè, thì đặt vòng quanh đây nè, rồi giờ nên đặt xong hết vỏ rồi, còn vỏ nên sẽ đánh từ qua cái đường nước bên cái chuối luôn, sẽ đánh dọc quanh đó, còn không hết nữa thì nên đi qua bờ bên kia ha. Thì này nên vừa đặt nè, nên phát hiện cái này nè, nên quay cho cô chú anh chị xem. Ở đây có cái chuồng gà cô chú anh chị, chuồng gà có ông chú ông nuôi gà đá đó. Ông chú nuôi gà đá trong đó đó. Đây mình phát hiện con này nè, này lạ lắm cô chú anh chị. Thường thì cô chú anh chị thấy gắn chung ăn lương ha, còn cái này là gắn chung ăn gắn lãi. Thì thường chỗ nên thì thường người ta kêu bằng gắn lãi, một là gắn lãi, hai là gắn chào cháo, còn thôi là kêu bằng cái tên gì nè, gắn chào cháo. Đa số là chỗ nên kêu bằng gắn chào cháo nhiều, thì có anh em ta kêu bằng gắn lãi hoặc đây này là gắn chung ha. Gắn chung thì thường thì nên chỉ thấy nó ăn lương thôi, nhưng mà ngặt lại cái này nó ăn con gắn gắn lãi nè. Đây giữa trời nắng luôn, nó đang ngậm cái đầu gắn lãi nuốt vô của chú anh chị. Cảnh này là cảnh nên mới thấy lần đầu luôn nè, thường thì nên thấy nó ăn luôn không à. Rồi nó gặp nên nó động nó rút xuống rồi của chú anh chị. Rồi nó rút xuống nè, nó rút ra đây nè, nó rút gắn lãi xuống á. Nó căng gắn lại chết ngắt rồi, giờ đang nuốt à, đó đang rút xuống từ từ rồi. Đợi nên động nó nên thấy động nó cái nó nè, cái mình nó nằm ngay đây nè, nên không dám dẹt cái đầu của nó. Trời nó cắn nó siết gắn lại chết ngắt luôn, siết gắn lại chết ngắt luôn, nó ăn kìa. Mình thấy là nó thường nó ăn lương không à, nó ăn lương không mà chứ nó đâu có vụ ăn gắn lãi. Giờ thấy ăn gắn lãi luôn, mới phát hiện. Nó rút vô trong rồi cô chú anh chị, nó rút vô trong cái cỏ này nên không dám giặt ra. Đây nó nằm đây nè, rồi nó buông luôn hay gì. Để nên coi nó còn nốt không nè, nó nằm ngay đây nè, nó nằm ngay đó đó, không biết nó còn ngậm mà. Nên động nó cái nó buông ra. Rồi để nên để nó đi chờ cho nó nuốt ha, để nên sẽ tranh thủ đi đặt cái vỏ bẫy này cho xong. Để rồi chút xíu nên sẽ đảo lại, nếu mà có gì ấy thì còn thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Đây một con bự, rồi nên cũng xin chào cô chú anh chị buổi tối ha. Thì này cũng bảy giữ hai chồng nên bắt đầu đi thăm lợp nè. Rồi hồi trưa cô chú anh chị con gắn chung nó ăn con gắn lãi nên thấy nên đứng đó nó không chịu ăn, thì nên đi ra chỗ khác nên đợi cho chút nên lại, rồi cái nên lo nên đặt bẫy xong cái nên đi đảo lại, nó lòi con gắn đi đâu mất tiêu rồi, nó nuốt con gắn nó lòi mất tiêu rồi, nên kiếm hoài không gặp luôn. Con lãi nuôi y còn gắn chung nước gắn lãi nào giờ nên mới thấy luôn nè, đó giờ nên thấy nó nuốt lương không à, chứ không nuốt gắn lãi mà giờ thấy nuốt gắn lãi tay chó sủa. Chỗ này là chó là tại vì người ta nuôi gà của chúng chị, cho nên người ta buộc chó. Giờ này chó nó ngồi rồi. Giờ này ta dẹp hết rồi. Chứ quớt không ta?
để dính con à. Bẫy đặt đây mà ra tới đây luôn. Ừ. Nó tung tung á. Tung tung kìa, nó chạy trong cái bụi mía. Nó chưa ra. Bắt gì hả? Bắt ấy đi đi, bắt đi đi. Mấy cái trong bắt gì à? Ủa, chuột à. Đừng gọi cho nó chạy vô đường. Đây nè, đây ngon nè. Anh đậu cái kìa. Ta 31 tuổi ta mới biết yêu. Ồ. Thế à? Ừ. Tưởng đâu bằng. Dính yếu. Đường thấy cũng được được mà. Nhíu chuột cũng tạt đâu trơn nên cũng không biết. Chết nhiều cũng dính. Giờ là nên chỉ đặt mót ha. Giờ đi không biết đi đọc nào bây giờ. Đặt mót mót dính cũng đỡ em con. Nó cũng giúp ích được cho bà con nông dân phần nào. Tới chừng ta xả lúa lại mấy con này là nó cắn, nó khóa dữ lắm luôn. Cắn lúa thì thôi rồi luôn. Chó sủa quá trời. Đây nuôi chó quá trời nuôi. Nuôi dưỡng gà mà. Ta nuôi chó ta dưỡng gà. Đợi thôi. Quá. Xong bắt giữa ruộng. Chuột bành kia luôn. Chuột nữ nè. Chuột đủ đó. Chuột giữa đồng. Nè, gà. Bắt giữa ruộng luôn. Tại trong không thấy đường mòn mà ra ngoài này nên mới thấy đường. Nên bắt giữa ruộng luôn. Bắt giữa ruộng nha. Nó chạy ra là nhiều khi trong cái nó nhát đó, nó chạy phóng không à. Nó ra ngoài này nó mới chạy từ từ cho nên mình mới thấy được mòn. Chó thủ quá trời. Ú, chuột chạy rồi. Đây con nè. Rồi nhỏ quá. Chuột này nhỏ rồi. Bự nhỏ. Đen con nhỏ. Bữa nay con bự hả? Ừ. Chuột chạy vô đụng cái gặp cái nó chạy về lại. Được không? Được. Gạn tay luôn. Khôn nó ở đâu sập á, mình mới nghe sập cái gặp một cái bập mà không biết chỗ nào. Ủa đây sập mà không dính á. Kìa ngoài đó con kìa, dạ kìa trên đó con kìa, đây cái cờ mình chỉ đó, con bự đó. Ở ngoài này có con nè mà bự nhỏ nên chưa biết, để nên gài lại cái này á. Đây một con bành kỳ nè. Mệt trời. Sáng nay sáng nay đi gom đuối luôn. Đặt vòng 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 lên, đặt vòng vòng vòng. Đặt qua đây dài qua đây mấy chục cái với bên kia. Đó. Đi vô ra. Đi vô. Nó chắc con một. Xa lựa đường im im đặt gì mà cũng chết quớt. Kìa chuột chạy vô hang.
cây thúng. Rồi. Lên. Nó sẵn đây rồi. Nè. Rồi chạy lên luôn rồi. Trên hai góc xuống. Cái đèn sáng như gì. Cái này xuống sáng như vui. Thả dốc luôn. Cái đường như xe hơi gì mà không thấy á, không dính. Bắt quay về luôn. Trời sáng cũng dính, sáng thế nào cũng dính. Chạy sáng giờ cũng dính, thì sáng nó chạy về nó cũng dính. Đây một con nữa. Gì em? Này lỡ rồi. Gì khó đổ lắm vậy? Không, sao vậy? Cái này cái tay sao vậy? Con tay một mà. Nhiều. Sao vì sao? Sao vì sao mà? Sao vậy? Sao bốn cái bà không đợi kêu tít luôn vậy? Nó không tít luôn, nó quậy trở lại luôn. Với lại pin nữa. Hết pin rồi. Rồi. Này ít cũng ít cô chú anh chị. Nên thấy thăm cũng ít chứ không có nhiều. Được nhiều. Không mà chuột này chuột lỡ nhiều. Chuột lỡ nhiều. Mấy con chuột bành 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 bành. Chuột này bự sức. Được nhiều đó. Thì cũng còn được 4 ký mấy. Rồi, cứ tối luôn. Cứ tối giờ móc móc lại. Giờ cứ tối được 4 ký mấy cũng im rồi. Sáng kiếm thêm hình hên. Nhiều khi sáng nó trúng, nhiều khi sáng nó hiu, cũng không biết chừng được. Thì hy vọng là sáng sẽ có lý hết cô chú anh chị. Rồi. Thì buổi tối nên chúc cô chú anh chị ngủ ngon ha. Rồi, hẹn cô chú anh chị lại sáng mai. Bye bye. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì sáng bắt đầu hai vợ chồng lên thức dậy chuẩn bị đi cuốn lợp nè. Hồi đêm hôm chỗ nên mưa quá chừng mưa luôn cô chú anh chị. Cái mương bữa hổm muốn cạn nước luôn, giờ bữa nay nó ngập lên tới bờ luôn cô chú anh chị. Hừng sáng mà không còn mưa lắc gắt chưa tạnh hẳn nữa nè. Không còn lắc gắt. À, nhìn cô chú anh chị nhìn nè, nhìn cái đám ruộng nè. Cái đám ruộng mưa ngập hết trơn luôn, ngập cái đám ruộng luôn. Bảy nên chắc nghi ngập lúc bảy luôn quá, nước không luôn. Mình này cũng vậy nè, dưới ruộng giờ nước không luôn. Quá chừng tối nên hai chồng nên chui gà tre, hên là nên tre một lượt mà 2-3 miếng ngủ nên trồng lên luôn, trồng bên trên cái trại luôn, che dài ra luôn, cho nên nó cũng đỡ tạt nấy, che dài ra luôn gì nè. Cái chỗ nên thì có miếng mũ sọc mà mình lấy mũ dư nè, chùm lên che ra, vì mà mấy cánh bên kia bên hai bên đó nó cũng hơi tạt vô, nhưng mà đỡ, cái nó không quấy, nên cũng không sao. Che một đường dài thẳng luôn. Tối mưa lớn, sấm chớp âm ầm. Quá chừng mưa. Giờ này không còn lắc gắt, cũng chưa tạnh hẳn nữa. Giờ nên nhìn cái dưới ruộng là xung quanh toàn là nước không. Quá chừng nước luôn. Thôi giờ nên sẽ đi gầm bẫy thì nên mời cô chú anh chị cùng đồng hành với vợ chồng nên thăm bẫy ha. Mong rằng cứ sáng sẽ có lý chút xíu nữa rồi nên đi ra tới bẫy á, thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Đây một con bự ngập nước hả? Ngập nước hả? Đặt gì mà ngập nước? Ngay dũng nước luôn hả? Rồi làm hại chết con bự uổng ghê.
cái chân đừng ngưng nước. Chích ngắt. Ngập bình đĩa luôn. Nguyên chó rồi. Nguyên chó còn nào hôm nay đã. Đây rồi. Con bự, con bự. Đó con con nữa nè. Ngọn con, ngọn cục rồi. Ướt. Sáng tắm sớm, mấy chuột sáng tắm sớm. Này dính nữa nè. Mấy chuột sáng nó tắm sớm. Chừng lúng đó. Dạ. Bữa nay chạy về đây ha, chạy về đây thả ha. Tao sửa mấy cái cây lại cho mày, em không đi chọt tôi xuống đá. Em đi không có đèn sao? Dạ. 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 Dạ đúng rồi. Gừng càng già càng cay á. Gừng càng già càng cay. Dạ. Ông chú nuôi gà đá rồi chú gì, ông nuôi gà đá rồi ông ngủ coi chừng, ông không có đốt đèn, cũng được mớ là ít chứ không có nhiều. Rồi mấy cái này chắc quá muốn ngặt nước hết trơn. Dạ, ít da ông đỡ. Hôm nay ông ơi, mưa rồi, tối hai vợ chồng đã mới ngủ ngồi đã. Mưa cái là nó cực dữ lắm luôn. Có nghe nó mưa nên tưởng nó nhỏ nhỏ ai ngờ. Quá trời. Làm ấm 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 ấm. Cái này chất quá, có dính vậy? Hai chồng lên cũng về tới chạy rồi. Giờ này ổng cũng nắng lên này của chú anh chị. Buổi sáng dính cũng im, mà toàn là chuột nhỏ không mà của chú anh chị. Buổi sáng dính cũng được 40 cái, 40 con. Buổi sáng dính được 40 con mà nhỏ một đống luôn. Nhỏ đâu hết đâu... 30 con gì rồi. Còn cả khoảng 10 con bự à. Bự mà không bự quá, bự gì vừa lỡ lỡ không. Hơn 10 con. Ừ. Nó 2 con luôn. Nè, này cũng 2 con, này cũng bự con nhỏ xíu. Sao đổ? Đổ đi rồi bắt con chuột nhỏ ra. Chuột nhỏ một đống luôn. Nhỏ 30 con. Nhỏ không? Hơn ký mấy chuột nhỏ rồi. 30 con. Ngày nào là lên cũng 2 ký ngoài chuột con hết trơn. Chuột con nó chạy hơn nó cũng mấy. Mưa ngập hết trơn. Ngập 7 trên nên hết trơn.
có cái gì ngớp trên ruộng à, cái gô gì. Quá mưa, trong mưa cũng sấm chớp dữ quá nên không có đi ra luôn. Mình lo ở trong cái trại mà, lo lào qua nước được, không có đi ra được. Thì bữa nay chắc nghi nha. Hả? Mấy vài chục con, hiện nay chắc nên cũng cỡ 5 kg, 5 kg ngoài chuột lớn của chú anh chị. Thì trung bình điên cơ 7-8 kg, 7-8 kg hoài luôn vậy đó. Thì nên đặt, nói chung đa số nên đặt luôn cũ mà. Thì nói chung từ lúc tới giờ là bữa nên 7-8 kg, 7-8 kg, có một bữa được chục ký à. Còn nhiều 7-8 kg thì 8-9 kg, 8-9 kg cũng ít nữa, có 7 kg, 8 kg nhiều, 9 kg ít, 9 kg như cũng được bữa hai gì đó. Còn nhiều 7 kg, 8 kg, 7 kg, 8 kg, mà đa số 7 kg không gài, 7 kg, 7 kg, 7 kg, 7 kg ngoài, 7 kg, 7 kg ngoài. Người là chú con mời mốt Vịnh Thành là lấy nữa. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye.